ngày 27 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy đã ký quyết định công bố dịch bệnh truyền nhiễm, dịch sởi. Thời gian xảy ra dịch sởi là vào tháng 8 năm 2024, quy mô toàn Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định, dịch sởi là bệnh truyền nhiễm nhóm B. Người có nguy cơ mắc bệnh là người chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ. Bệnh có thể dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí có thể tử vong nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách. Dịch sởi lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người. Các biện pháp phòng chống dịch sởi thực hiện theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm gồm kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn. Các trường hợp mắc bệnh sởi hoặc nghi ngờ mắc bệnh phải thực hiện khai báo đầy đủ, chính xác với cơ quan y tế trong 24 giờ sau khi có chẩn đoán để được quản lý và xét nghiệm theo quy định. Thực hiện chiến dịch tiêm bổ sung vaccine sởi rubella không kể tiền sử tiêm chủng vaccine sởi rubella trước đó cho tất cả trẻ em từ 1 đến 5 tuổi đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể mở rộng độ tuổi theo tình hình dịch bệnh theo đúng quy định. Tổ chức thu dung, điều trị, chăm sóc, cách ly y tế và kiểm soát dịch bệnh tại cộng đồng theo đúng các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi Sở Y tế, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Thông tin Truyền thông, Ủy ban Nhân dân quận huyện, Thành phố Thủ Đức về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch sởi, chủ động tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm và xử lý triệt để các ổ dịch không để bùng phát trong cộng đồng, kịp thời báo cáo về Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Y tế theo đúng quy định, thực hiện trong quý 3 và quý 4 năm 2024. Ngày 27 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết tuần qua, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 85 ca sốt phát ban nghi sởi sống tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó 20 ca dương tính, 23,5%, 44 ca không lấy mẫu, 51,8%, 17 ca chưa có kết quả, 20,0% và 4 ca âm tính, 4,7%. Tổng số ca sốt phát ban nghi sởi tích lũy từ đầu năm đến tuần qua là 525 ca. Cụ thể, có 209 ca dương tính, 39,8%, 164 ca không lấy mẫu, 31,2%, 2 ca có kết quả xét nghiệm không xác định, 0,4%, 23 ca chưa có kết quả, 4,4% và 127 ca âm tính, 24,2%.